Trước mắt các bạn anh em, anh Nguyên đang tiếp thị và giới thiệu về những cặp loa bãi Mỹ đẹp lung linh đến từ thương hiệu JBL, có mã là MDD212M. Một dòng loa chỉ 1 bát 30 tép kèn. Với dòng loa này có thể bao khoảng bát từ 30 mét vuông lại, đủ về bát, đủ về lời, đủ về tép. Trong clip này anh giới thiệu bác hai mã loa, một là MDD212 và ZX12. Thực ra MDD212 và ZX12 là một thôi nhá, đều chất lượng thanh như nhau, tất kết thùng với nhau, tất cả giống nhau, phân tần bát tép tất cả. Và cùng nghe nhá, hôm nay hát và nghe nhạc là cấp luôn. Còn thuyền dây trôi lên đây cuối sông, còn đâu ngày ấy em. Và nghe trực tiếp là leng keng, lách tách, rách tách, bát để sập sình, giải lời để vẽ cực ngọt và đi sang. Đưa em bước theo chồng, chuyện đời hợp rồi tan, tôi đành em lỗi hẹn, đò đưa sang bên ngoài trời. Đó bác nhá, hôm nay em về tổng số được 4 đôi, trong đó là có 3 đôi JBL nằm trong chuỗi Sunny 100. Đấy, model là ZX12M, công suất là 250-500W 8 ohm, sản xuất tại Mỹ nhá. Tất cả bán thép mới đủ xe hết. Loại xe hướng sắc, còn nguyên là tiếp cò này. Đấy, về được 3 đôi. Và một đôi MDD 22M, MDD 22M thêm nhá, kích thước tất cả giống nhau hết. Đấy, rộng là 40, sâu 32, cao là 59. Sản xuất tại Mexico, bán 30 tấm kèn. Giá cho cặp loa nhá, đẹp như này, tuyển chọn kỹ này, có giá là 12 triệu bao ship và tặng một cặp tên loa nhá. Có nhu cầu thì khoảng trên 1 triệu. Nghe à? Thì với dòng loa này con nghe tất cả dòng nhạc trên Zumba, Zimix, Boniso, con họ trên đỉnh, rất là hay, rất là mượt, rất là trong luôn nhá. Hát karaoke bao khoảng mang từ 30 m², đảm bảo là rộng lời, thoải mái, hút mic, nghe rất sướng luôn. Độ bền cao, hình thức thì duyên dáng, nhỏ gọn, âm thanh hay, giá thì hợp lý. Thì đây là phân khúc rẻ tiền bác nhá, nhưng mà chất lượng cực kỳ hay luôn. Cái dòng này nó mạnh như kiểu 40 đấy, 40. Thực ra cũng rất 30-40 như nhau. ZX15 nó giống công suất con này. Bây giờ phần 2 nhé, em sẽ quay nội thất của ZX112 và MDD212. Bác có nhu cầu chốt với nhá, em quay rất là kỹ, bao zin, bao đẹp cho tất cả các bác và anh em. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về những đôi loa đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, nằm trong series 100. Đó là ZX112, một dòng loa sở hữu 1 bát 30 và một tép kèn. Và mã thứ hai đó là JBL, có model là MDD200, nằm trong chuỗi series 200 và có model là MDD212M. Thì đây là những dòng loa sở hữu bát 30 tép kèn, rất phù hợp cho tất cả các bác chơi trong không gian từ tầm 30 m² đổ lại, thì đảm bảo đủ về dải lời, đủ về dải bát và đủ về dải tép. Với dòng loa JB ấy, thì luôn cho các bác một cái tiếng bát đánh ấm, đánh êm, đánh mềm, dải tép thì nó leng keng, rồi là rất là lẩy nhá, lách cách, dải trung thì ngọt ngào. Thì ngày nay em về tổng số được 4 đôi này, rồi lắp sẵn để đây rồi. À, 3 đôi này tháo ra quay cũng như là giới thiệu các chi tiết. Đầu tiên em giới thiệu các bác về hai cặp loa JBL. Đấy, có mã là ZX112 này đây. Đấy. Nghe bác nhé. ZX112M. Thì dòng loa này được sản xuất tại Mỹ. Công suất nó là 250W cho đến 500W, đánh trở kháng đao ôm, hỗ trợ hai cổng vào nhá. Tức là cái bát 40 và 30 của dòng này nó giống nhau nhá. Công suất là giống nhau, nhưng khác nhau ở cái thùng và cái chu vi của bát thôi. Đấy, đây là thùng thôi nhá, thùng của trong phao này. Đấy, thùng nó là thùng gỗ bọc lỉ, rộng là 40 nhá, rộng 40 này, sâu là 32, cao 59, công suất là 250 cho đến 500W, đánh trở kháng 8 ohm, có thể dùng đẩy được âm đi được. Đấy, bông diêu một bông chuột này, rất là đẹp. Đấy, phần tần nó rất nhiều lớp này, phần tần như mới luôn, anh em xem nhá, như mới luôn, hai mặt vợ, phần tần hai mặt. Đấy,
đẹp xuất sắc quá nhá. Này phần tần này, đôi dưới đây, tất cả tình trạng xuất sắc hết. Đây quay cho bác xem này, hai đôi. Thì bát của nó bác nhá, đây bát tép đây, đây sản xuất tại Mỹ hết, made in USA bác nhá, sản xuất tại Mỹ hết. Đấy, đẹp xuất sắc. Bát đây, made in USA bác nhá, từ có từ 16 họng gần đấy 10. Loa tình trạng zin hết cho bác luôn, bao zin, em quay chuẩn đây bác là đóng gói thôi, chứ không không thời gian ngày nào bóc ra bác nhá. Đấy, quay kỹ một lần thôi, quay kỹ một lần để bác xem. Đẹp, nói chung loa này như mới luôn bác nhá, nó thiếu hộp xốp, còn chung là loa đẹp, rất đẹp cho bác luôn. Đấy, chung là tất cả màng với cổ ngon, đây bác nhìn này, đẹp tất cả xuất sắc hết, đồ lạ cũng ngon bác nhá. Đây, keo chỉ tròn xoe. Đấy, tất cả chuẩn bác nhá, made in USA hết. Và em có một đôi nữa MDD 212M này bác nhá, con này cũng công suất là 250 cho đến 500W 8 ohm. Thì MDD 212M nó y chang nhá, kích thước thùng giống như là 1-2 này. Đấy, rồi là phân tần giống như trang này, tất cả loại giống trang nhá, nó kẻ khác thì khác mỗi chữ đấy, bông như vậy nào nhá, bông như vậy luôn. Đây, lắp ráp tại Mexico. Mexico và Mỹ là một nhá, Mexico và Mỹ nó chẳng khác gì cái nhau nhá, âm như nhau, chất lượng như nhau. Đấy, đấy, ok bác nhá, nói chung đẹp xuất sắc luôn. Này là giữ gần đây, để tẹp tép của nó bác nhá. Có nhu cầu thì alo cho em theo số thoại 0936 583 110, giá là 12 triệu một đôi bác nhá. Đấy, anh sẽ chào các bác nhá.